Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sáng Tạo Olympus. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách để chúng ta có thể tạo hiệu ứng màu neon trong Illustrator nhé. Đầu tiên để làm được cái hiệu ứng này thì các bạn hãy sử dụng phím là Ctrl N. Chúng ta sẽ tạo một cái file mới. Mình sẽ tạo một file mới này. Sau đó là cái bước quan trọng nhất là các bạn hãy phải chuyển cho nó về cái hệ màu RGB. Đây là điều kiện cần để chúng ta sử dụng được cái hiệu ứng này. Mình sẽ kẻ một cái hình chữ nhật đi, kích đúp vào đây và mình chọn cho nó một cái màu để cho màu đen cho nó dễ quan sát các bạn nhé. Đây mình sẽ Ctrl 2 để mình sẽ khóa nó lại. Cái cách làm của cái phần màu neon này nó cũng không có gì là khó, nhưng mà để cho các bạn hiểu được cái bản chất của nó và chúng ta có thể linh hoạt thay đổi thì các bạn phải để ý cho mình một số những cái bước quan trọng. Mình sẽ làm từ những cái cơ bản đến những cái mà nó yêu cầu nó khó hơn một chút, các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Ví dụ mình sẽ kẻ ở đây là một cái hình tròn. Ở đây màu nền mình sẽ để trắng này, mình sẽ chỉ để cái màu viền thôi, cho nó là màu trắng đi. Tăng cái size, kích thước của nó lên, sẽ để ở đây là 2mm. Ctrl R chỉ để là thể hiện cái thước lên thôi, chả có ý nghĩa gì đâu nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ cần phải tạo thêm một số các cái bước phụ. Cái mục đích là gì? Là chúng ta sẽ tạo cái phần hiệu ứng tán ánh sáng từ tâm cho đến cái phần viền bên ngoài, làm sao cho chúng ta nhìn thấy cái màu của nó rất là mượt. Đây là cái bước cũng khá là quan trọng, nên là các bạn hãy chọn cho mình vào cái hình tròn offset, sau đó là các bạn hãy expand nó đi. Chiếc hành này có sẵn, ấn OK. Mình sẽ chuyển từ cái phần đường stroke về dạng màu solid nhé. Đến đây thì các bạn hãy vào object này, path này, offset path cho mình. Mình sẽ tạo một cái phần đường biên để giới hạn cái phần ánh sáng của chúng ta. Preview lên, xem trước đi. 15 hay là 10 thì tùy ý các bạn. Cái kích thước ở chỗ offset này có nghĩa là nó sẽ quy định về cái độ rộng của cái tán màu. Nên là các bạn muốn nó tán nhiều màu thì các bạn hãy tăng kích thước, tán ít thì các bạn sẽ để kích thước nhỏ thôi. Mình sẽ để là 10. OK này. Riêng về cái phần này thì các bạn phải bỏ group đi, ungroup đi, tách nó ra. Ở cái phần màu nền này, cái màu trắng ở cái phần bên ngoài mà chúng ta vừa upset á, các bạn hãy kích đúp vào cái màu fill này này. Chọn cho mình về một cái màu nền. Đây, một cái màu nền. Phải nhớ nhá, cái màu nền ở đây nó phải đầy đủ hội tụ tất cả những các cái thành phần của những cái màu khác, hoặc là tất cả ở cái hệ RGB phải có mã màu, hoặc là CMYK, tất cả nó phải có thông số ở đây. Ấn OK rồi, sau đó chọn hai cái này và các bạn hãy kích đúp vào cái phần blend tool đi. Blend tool là gì? Là chúng ta sẽ tạo cho nó những các cái bức nhảy ở giữa hai cái đối tượng là cái nền và cái phần sharp ở trên. Ở đây mình sẽ cho nó nhảy khoảng 100 hoặc mình sẽ để 120 bước đi cho nó mượt. Các bạn để thông số càng cao thì cái đường phân tán giữa cái màu ở cái điểm giữa đến đường biên nó sẽ càng mượt. Nếu mà các bạn để ít khoảng 5 hoặc 6 thì nhìn nó sẽ bị gãy khúc. Các bạn có thể thử. Ở đây mình sẽ để là 120, ấn OK. Và các bạn hãy ấn Ctrl Alt B. Chúng ta sẽ thực thi cái lệnh này. Phần màu đen ở bên dưới, unlock nó đi. Cái màu neon nó là xanh đỏ tím vàng, nó sẽ phụ thuộc vào cái màu nền. Ví dụ nền của bạn là dạng màu nền từ cái màu đỏ thì cái hiệu ứng sáng neon của chúng ta nó sẽ là màu đỏ. Mình đổi thử nhá. Đây, nhớ nhá, về cái phần màu đen hoàn toàn. Rồi sau đó là bây giờ các bạn hãy chọn vào cái phần blend đi. Các bạn cho mình cái chế độ hòa trộn là color dark, các bạn thấy không? Thì của chúng ta nó sẽ chuyển sang cái kiểu màu neon và màu đỏ. Bây giờ mình sẽ muốn là cái màu neon phát sáng của chúng ta nó sẽ là màu xanh nước biển, xanh dương đi. Thì các bạn hãy kích đúp vào đây. Đó, chọn cho mình cái thanh trượt về cái phần màu xanh. Cho thành blue đậm. OK, các bạn nhìn thấy không? Thì cái phần blend của chúng ta nó sẽ là màu đó. Tiếp đến, giả sử các bạn có thể chọn một sang một cái màu vàng đi. Và các bạn lưu ý giúp mình nhé, nếu như cái phần nền của chúng ta đây này, giả sử ở xuống, nếu như bạn chọn về cái thông số màu càng tối
đây, tối quá ấy, thì là cái phần sắc nê ông của chúng ta nó sẽ càng rực, nhưng mà cái phần đường biên của nó lại không được nhiều lắm. Hãy cân đối nhá. Đây chỉ đơn thuần là một màu. Vậy thì nhiều bạn bảo là bây giờ em làm các cái bàn nữ trên các trang thương mại điện tử ấy, mà nó có nhiều màu lắm, xanh đỏ tím vàng lẫn lộn, thì cái màu nail của chúng ta nó phải theo cái màu nền. Thì làm như thế nào? Rất đơn giản thôi, các bạn hãy chọn cho mình cái hình chữ nhật này. Mình để tạm cái phần strap này bên ngoài nhá. Chọn cái hình chữ nhật, ấn cho mình cái phím là U, có nghĩa mình sẽ sử dụng cái mesh tool. Cái mesh tool là cái phần này nó rất là tuyệt vời. Khi các bạn chọn một điểm lưới màu ở đây, sau đó là các bạn hãy kích đúc vào màu phin này. Mình muốn cái khu vực này nó sẽ là cái dạng màu xanh đây, blue đậm một cái này. Tiếp đến cái chỗ này nó sẽ là màu hồng, kích đúc vào đây lên này, thanh trượt về màu hồng này, nhưng mà chọn phân khúc màu tối của màu hồng, ấn OK. Dưới này là một màu khác đi, mình chọn một điểm lưới ở trên đường thẳng này đi, khi đúp vào đây mình sẽ muốn cho nó thành màu tím đi đấy, hoặc là cái chỗ này đi mình sẽ cho nó là một cái màu green đi. OK rồi, và bây giờ nhá, bạn hãy đặt thử nó vào đây đi. Các bạn thấy nó đẹp không nào? Mình sẽ khóa cái nền lại. Các bạn nhìn thấy không? Cái màu nê ông của chúng ta nó sẽ phụ thuộc vào cái màu nền. Màu nền của bạn là màu gì thì cái màu nê ông của chúng ta sẽ là màu đó. Khi bạn muốn thay đổi cái màu của nê ông thì các bạn phải thay đổi cái màu của nền. Giả sử mình sẽ copy, mình ấn Alt và mình kéo sang bên này. Các bạn nhìn thấy không? Ở đây thì các bạn sẽ thấy cái phần đường dắt ở đây nó sẽ bị màu hồng chen lẫn với cả màu hơi xinh xanh, là vì là cái phần mesh tool của chúng ta, cái giải màu ở đây nó đang bị là đường ranh giới giữa hai màu. Mình kéo tiếp thử sang cái khu vực màu xanh là cây đây này. Vậy thì đây sẽ là những cái cách mà nó là đơn giản thôi. Hoặc là một cái yêu cầu khó hơn là giả sử trên cái nền mình sẽ chọn cái nền này là một cái màu như vậy đây đấy, nhưng mà mình muốn là cái màu neon của mình là màu xanh và nó không bị ảnh hưởng bởi cái nền. Tại vì không phải lúc nào mình cũng sẽ thay đổi cái màu neon, cũng cần phải thay đổi theo cái màu nền đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đôi khi chúng ta lại gặp những cái trường hợp nó khó là như vậy. Vậy thì bây giờ sẽ làm như sau nhé. Các bạn hãy đến cái bước mà tạo được cái phần mesh tool rồi, hãy vẽ cho mình một cái hình tròn. Đây là chúng ta đang vào cái trường hợp khó hơn một chút đấy các bạn ạ. Mình sẽ thu nhỏ lại đúng bằng cái đường biên của cái vòng tròn thôi. Mình cân nó lại nhìn cho nó đẹp. Ctrl C, Ctrl F để mình sẽ copy một cái vòng tròn đồng tâm này, thu nhỏ lại. Rồi, mình sẽ thu nhỏ bằng đúng cái đường biên bên trong, sau đó là chọn hai cái vòng tròn này này, nháy phải này, make compound bát này, cho nó về màu dạng là màu solid đi, một màu đi. Đến đây rồi, vào cho mình gradient đi. Thực ra cái cách mình đang làm chỉ đơn thuần là mình sử dụng cái lệnh clipping mask để làm mờ đi cái phần đường biên của nó thôi. Chọn cho mình là radial. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Cái phần màu đen nhá, kích đúp vào đây, nó sẽ là cái phần bị mất đi, mờ đi. Còn cái phần màu trắng nó sẽ là cái phần mà chúng ta sẽ nhìn thấy. Mục đích của chúng ta là tạo cho nó một cái đường viền mà đó, mờ dần với nền mà. Đó, tiếp tục chọn một cái vòng tròn ở đây, chọn một cái điểm ở đây, kích đúp vào cho nó là màu đen đi. Các bạn hãy quan sát sang bên này giúp mình nhá. Kích đúp vào, chọn về màu RGB này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta đã được cái màu gradient dạng kiểu tròn rồi đấy. Một cái màu nền đi, màu xanh đúng không? Các bạn cho vào, chọn hai cái và căn chỉnh cho nó đồng tâm cho nó đẹp nhé. Và chọn vào cái màu mesh tool này, cho vào cái phần transparency để chế độ hòa trộn là color dog.
Đây ví dụ là như vậy. Mình sẽ đổi sang cái màu khác đi. Màu chỗ này nó không đẹp. Ok, đấy, màu này cho nó rực rỡ nhá. Cho xuống dưới cùng. Đó, chọn cả tất cả, căn chỉnh cho nó chuẩn mực này. Sau đó là các bạn hãy vào cho mình cái phần transparency, sổ cái cửa sổ này ra, make opacity mask. Đó, vậy là xong rồi. Bây giờ mình sẽ đặt thử vào đây nhá. Dù các bạn có đặt rất là nhiều màu nền khác nhau, ví dụ ở đây mình sẽ kích đúp vào đây là màu xanh này đi. Đó, nó cũng không thay đổi đâu nha, nó vẫn là cái màu neon đấy ở trên cái nền, mặc dù là nền khác. Và cái cách làm này thì mình sử dụng nhiều lắm. Đa số là mình sử dụng trong các cái thiết kế ở trên các cái trang như là Lazada hoặc là Tiki, mình dùng rất là nhiều. Vì cái hiệu ứng này nó cũng rất là đẹp mà, lên điện thoại nhìn nó rất là rực rỡ ấy. Đây là đối với những cái hình đơn giản là hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác. Vậy thì bây giờ chúng ta có thể làm với những các cái hình thù khác đi, cho nó đa dạng đi. Mình sẽ, giả sử mình sẽ lấy một cái dạng khác, mình sẽ tự sáng tạo cái phần shape của nó khác nhau nhé. Và đây là một trong số rất là nhiều kiểu dáng mà các bạn có thể tận dụng cái cách làm này, làm cho thiết kế của chúng ta nó sẽ sinh động hơn. Rồi, và nội dung của mình cũng chỉ có như vậy thôi. Bạn nào yêu thích nội dung của bên mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau. Nhớ là ủng hộ cả kênh Olin Design của chúng mình nhé. Cái kênh liên quan đến lý thuyết và làm dự án thiết kế. Hứa là trong tuần này mình sẽ ra video ở cái kênh đó, nên là các bạn hãy theo dõi nhé. Rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau hay hơn nha. Tạm biệt.